nhiều nước Đông Nam Á muốn gia nhập BRICS, cơ hội kinh tế không thể bỏ lỡ. Trong những năm gần đây, BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã trở thành một tổ chức quan trọng trên trường quốc tế, không chỉ trong lĩnh vực chính trị mà còn trong kinh tế. Sự hấp dẫn của BRICS đối với nhiều nước Đông Nam Á không chỉ đến từ sức mạnh kinh tế của các thành viên mà còn từ những cơ hội mà tổ chức này mang lại. Tăng cường hợp tác kinh tế. Một trong những lý do chính khiến các nước Đông Nam Á muốn gia nhập BRICS là khả năng tăng cường hợp tác kinh tế. Các quốc gia này nhận thấy rằng, thông qua BRICS, họ có thể tiếp cận được các thị trường lớn, đa dạng hóa các nguồn đầu tư và thương mại. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động kinh tế và chính trị. Đổi mới và sáng tạo. BRICS không chỉ là một tổ chức kinh tế, mà còn là nơi thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Các nước Đông Nam Á có thể học hỏi và áp dụng các công nghệ tiên tiến từ các nước thành viên BRICS như Trung Quốc và Ấn Độ. Điều này không chỉ giúp cải thiện năng lực sản xuất mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Giảm thiểu sự phụ thuộc vào các cường quốc phương Tây. Việc gia nhập BRICS cũng giúp các nước Đông Nam Á giảm thiểu sự phụ thuộc vào các cường quốc phương Tây. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại và chính trị gia tăng, việc đa dạng hóa quan hệ ngoại giao và kinh tế là rất cần thiết. BRICS cung cấp một nền tảng vững chắc để các nước này có thể phát triển một cách độc lập hơn. Tham gia vào các dự án phát triển. BRICS thường xuyên tổ chức các hội nghị và diễn đàn để thảo luận về các dự án phát triển chung. Các nước Đông Nam Á có thể tham gia vào những dự án này, giúp nâng cao cơ sở hạ tầng, cải thiện khả năng cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực. Tăng cường sức mạnh chính trị. Cuối cùng, việc gia nhập BRICS cũng mang lại cho các nước Đông Nam Á một tiếng nói mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế. Sự đoàn kết trong BRICS có thể giúp các nước này bảo vệ quyền lợi của mình và tham gia vào các quyết định quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế toàn cầu. Việc nhiều nước Đông Nam Á muốn gia nhập BRICS không chỉ là một xu hướng mà còn là một chiến lược khôn ngoan để tận dụng cơ hội kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đây là thời điểm thích hợp để các quốc gia này nhìn nhận lại các mối quan hệ kinh tế và chính trị của mình, từ đó có những bước đi phù hợp nhằm phát triển bền vững và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.